Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. Hỡi con cái Benjamin, hãy trốn khỏi thành Jerusalem để được yên ổn. Hãy thổi kèn tại Thekoa, lên vọi trên Bet-Kerem, vì từ phương Bắc xảy đến một tai nạn và sự tàn hại rất lớn. Ta sẽ hủy diệt gái đẹp đẽ yểu điệu của Sion. Những kẻ chăn cùng bầy chiên mình sẽ đến nghịch cùng nó. Chúng nó đóng trại chung quanh nó, mỗi kẻ choán phần đất mình cho bầy ăn. Hãy sửa soạn chiến trận nghịch cùng nó, hãy đứng lên hãm đánh vào lúc đứng trưa. Khốn thay, ngày đã xế, bóng chiều đã dài. Hãy dậy sấn lên trong lúc ban đêm, hủy diệt cung điện nó. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: hãy đốn cây và đắp lũy lên nghịch cùng Jerusalem. Kia là thành phải bị thâm phạt, giữa nó đầy những sự ức hiếp. Như suối văng nước ra thể nào, thì nó cũng văng những điều gian ác ra thể ấy. Sự dữ tợn và hủy phá nghe ra trong nó, bệnh hoạn và thương tích thường ở trước mặt ta. Hỡi Jerusalem, hãy chịu dạy dỗ. E rằng lòng ta chán bỏ ngươi, mà làm cho đất ngươi hoang vu, không người ở chăng? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: người ta sẽ lượm hết dân sót của Israel như hái nho. Hãy trở tay mà hái, như người hái nho làm trên nhánh nho vậy. Ta sẽ nói và làm chứng cho ai, đặng họ nghe ta? Này, tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được. Này, lời của Đức Giê-hô-va đã trở nên sự quở trách cho họ, họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Cho nên ta được đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va, mệt vì nín lặng. Hãy đổ nó ra trên con nít ngoài đường phố và trên hội kẻ trai trẻ, vì chồng với vợ, ông già cùng kẻ lớn tuổi đều sẽ bị bắt. Nhà, ruộng và vợ của họ sẽ sang qua kẻ khác, vì tay ta sẽ giang ra trên dân cư đất này, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn đều tham lam, từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ đều làm sự giả dối. Họ rịt vết thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng: bình an mà không bình an chi hết. Họ phạm tội gớm ghiếc, há lấy làm xấu hổ ư? Họ chẳng xấu hổ chút nào, cũng chẳng thẹn đỏ mặt nữa. Cho nên họ sẽ vấp ngã với những kẻ vấp ngã. Khi ta thâm phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem, tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu. Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: chúng tôi không khứng đi đường ấy. Ta đã lập vọng canh kề các ngươi, hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nó đáp rằng: chúng tôi không khứng nghe. Vì vậy hỡi các nước hãy nghe, hỡi hội chúng hãy biết điều xảy đến giữa chúng nó. Hỡi đất hãy nghe, này ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân này, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng chăm nghe lời ta và đã bỏ luật pháp ta. Nào, ta có cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba, xương bồ đến từ xứ xa mà dâng cho ta? Của lễ thiêu của các ngươi chẳng đẹp lòng ta, ta chẳng lấy tế lễ của các ngươi làm vừa ý. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, ta sẽ đặt sự ngăn trở trước mặt dân này. Cha và con sẽ cùng nhau vấp ngã, xóm riềng bạn hữu đều chết mất. Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, một dân đến từ xứ phương Bắc, một nước lớn dấy lên từ nơi đầu cùng đất.
chúng nó thảy đều cầm cung và giáo, thật là dữ tợn, chẳng có lòng thương xót. Tiếng chúng nó rống lên như biển, họ đều cưỡi ngựa. Ai nấy sắp hàng như người lính chiến, mà nghịch cùng ngươi, hỡi con gái Si-ôn. Chúng ta đã nghe tin ấy, tay đều yếu đuối, buồn rầu thảm thiết, cơn quặn thắt như đàn bà đẻ con đã xông vào chúng ta. Chớ ra nơi đồng ruộng, chớ đi trên đường vì gươm của giặc ở đó, khắp mọi nơi đều có sự kinh hãi. Hỡi con gái của dân ta, hãy thắt lưng bằng bao gai và lăn trong tro bụi, hãy phát tan như mất con trai một, làm cho nghe tiếng than khóc đắng cay, vì kẻ tàn phá sẽ xông tới trên chúng ta thình lình. Ta đã lập ngươi làm kẻ thử và đồn lũy giữa dân ta, đặng ngươi nhận biết và dò xem đường lối nó. Chúng nó thảy đều bạn nghịch quá lắm, đi dạo nói xấu, cứng như đồng như sắt, làm những sự bại hoại. Ống bể thổi mạnh, chì đã tiêu bởi lửa. Chúng nó luyện đi luyện lại cũng là luống công, vì kẻ gian ác vẫn chưa trừ khỏi. Nó sẽ bị gọi là bạc bỏ, vì Đức Giê-hô-va từ bỏ nó. Chương 7. Từ nơi Đức Giê-hô-va có lời phán cùng Giê-rê-mi rằng: Hãy đứng nơi cửa nhà Đức Giê-hô-va, tại đó hãy rao lời này: Các ngươi là người Giu-đa hết thảy, là những kẻ do các cửa này vào, đặng thờ lại Đức Giê-hô-va, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi, thì ta sẽ khiến các ngươi ở trong xứ này. Chớ nhờ cậy những lời dối trá rằng: Chính đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vì nếu các ngươi sửa lại kỹ càng đường lối và việc làm của mình, nếu các ngươi làm trọn sự công bình giữa người và kẻ lân cận nó, nếu các ngươi không hiếp đáp khách lạ, kẻ mồ côi, người quá bụa, và không làm đổ máu vô tội trong nơi này, cũng chẳng đi theo các thần khác để làm hại mình, thì ta sẽ khiến các ngươi ăn ở trong nơi này và trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi từ thuở xưa cho đến đời đời. Này, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. Các ngươi há chẳng trộm cướp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho ba anh, đi theo thần khác là thần mình không biết hay sao? Rồi các ngươi đến chầu ta trong nhà này, là nơi được xưng bằng danh ta, và nói rằng: Kìa, chúng tôi được thả rồi, hầu cho các ngươi được phạm mọi sự gớm ghiếc ấy. Vậy thì các ngươi xem nhà này là nơi được xưng bằng danh ta như hang trộm cướp sao? Này, ta, chính ta xem thấy mọi điều đó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Thế thì, hãy đi đến chỗ ở cũ của ta tại Si-lô, là nơi trước kia ta đã gửi danh ta mà xem. Vì tội ác của dân Israel ta đã làm cho nó thế nào? Đức Giê-hô-va phán. Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi mà các ngươi không nghe, lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời, thì ta sẽ làm cho nhà này, tức là nhà được xưng bằng danh ta, là nhà mà các ngươi nhờ cậy, và làm cho nơi mà ta đã ban cho các ngươi cùng tổ phụ các ngươi, cũng như ta đã làm cho Si-lô. Ta lại bỏ các ngươi khỏi trước mắt ta, cũng như ta đã bỏ anh em các ngươi hết thảy, tức là cả dòng dõi Ê-phra-im. Cho nên, ngươi chớ vì dân này mà cầu thay, đừng vì nó mà cất tiếng khấn vái cầu nguyện, cũng đừng cầu thay cùng ta, vì ta sẽ chẳng nghe ngươi. Ngươi há chẳng thấy điều họ làm trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem sao? Con lượm củi, cha nhen lửa, đàn bà nhồi bột, đặng làm bánh dâng cho nữ vương trên trời và làm lễ quán cho các thần khác để chọc giận ta. Đức Giê-hô-va phán, có phải chúng nó chọc giận ta chăng? Há chẳng phải chúng nó tự chọc mình, chuốc lấy điều hổ mặt cho mình sao? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, cơn giận và sự thạnh nộ của ta
sẽ đổ xuống trên xứ này, trên người ta và thú vật, trên cây cối ngoài đồng và hoa quả của đất, sẽ đốt cháy hết, chẳng tắt bao giờ. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy thêm của lễ thiêu của các ngươi vào các của lễ khác và ăn thịt đi. Vì khi ta đem tổ phụ các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ta chẳng hề phán và chẳng hề truyền mạng lệnh gì về của lễ thiêu và các của lễ. Nhưng này là mạng lệnh mà ta đã truyền cho họ: Hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi sẽ làm dân ta. Hãy đi theo cả đường lối ta dạy cho, để các ngươi được phước. Nhưng họ chẳng nghe và chẳng ghé tai vào, cứ bước đi trong mưu của mình, theo sự cứng cỏi của lòng ác mình, thụt lùi chẳng bước tới. Từ ngày tổ phụ các ngươi ra khỏi đất Ai Cập cho đến ngày nay, ta đã sai mọi đầy tớ ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi. Mỗi ngày ta dậy sớm sai họ đến, nhưng chúng nó chẳng nghe ta, chẳng hề để tai vào, song lại cứng cổ, ăn ở càng xấu hơn tổ phụ mình. Vậy ngươi sẽ nói với chúng nó mọi lời này, nhưng chúng nó không nghe ngươi. Ngươi sẽ kêu, nhưng chúng nó không trả lời. Vậy nên ngươi khá bảo chúng nó rằng: Này là dân chẳng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và không chịu nhận sự dạy dỗ. Sự chân thật mất rồi, đã dứt khỏi miệng chúng nó. Hỡi Jerusalem, hãy cắt tóc mà ném cho xa đi, hãy cất tiếng thảm sầu trên các gò trọi, vì Đức Giê-hô-va đã chê chối lìa bỏ dòng dõi này mà Ngài tức giận. Đức Giê-hô-va phán: Con cái Giu-đa đã làm điều ác trước mắt ta. Chúng nó đặt những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bằng danh ta để làm cho ô uế. Chúng nó đã xây các nơi cao của Tô-phết, trong trũng của con trai Hi-nôm, đặng đốt con trai con gái mình trong lửa. Ấy là điều ta chẳng từng dạy, là điều ta chẳng hề nghĩ đến. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán: Này những ngày đến, bây giờ sẽ không gọi là Tô-phết và trũng của con trai Hi-nôm nữa, mà gọi là trũng của sự chém giết. Vì người ta sẽ chôn kẻ chết tại Tô-phết cho đến thiếu chỗ chôn. Những thây của dân này sẽ làm đồ ăn cho chim trời và thú vật dưới đất, chẳng ai xua đuổi. Bây giờ ta sẽ làm cho các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem hết tiếng kêu vui reo mừng, tiếng của rễ mới và dâu mới, vì đất này sẽ trở nên hoang vu. Chương 8. Đức Giê-hô-va phán: Trong thời đó, người ta sẽ bới xương của các vua Giu-đa, xương của các quan trưởng, xương của các thầy tế lễ, xương của các tiên tri và xương của các dân cư Giê-ru-sa-lem ra khỏi mồ mả. Người ta sẽ phơi những xương ấy ra dưới mặt trời, mặt trăng và cơ binh trên trời, tức là những vật mà họ đã yêu mến, hầu việc, bước theo, tìm cầu và thờ lại. Những xương ấy sẽ chẳng được thâu lại, chẳng được chôn lại, sẽ như phân trên mặt đất. Mọi kẻ sót của họ hàng gian ác ý còn lại trong mọi nơi ta đã đuổi chúng nó đến, chúng nó sẽ cầu chết hơn là sống. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy ngươi khá bảo chúng nó rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Người ta vấp ngã há chẳng đứng dậy sao? Kẻ nào trở đi há chẳng trở về sao? Vậy thì làm sao mà dân sự Giê-ru-sa-lem này cứ mài miệt trong sự bội nghịch đời đời? Chúng nó khăng khăng giữ điều gian trá, chẳng chịu trở lại. Ta đã lắng tai và nghe, chúng nó chẳng nói ngay thẳng, chẳng có ai ăn năn điều ác của mình mà rằng ta đã làm gì. Thảy đều dong ruổi như ngựa xông vào trận. Chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa nhất định cho nó. Chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ dời chỗ ở. Nhưng dân ta chẳng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va. Sao các ngươi nói được rằng chúng ta là khôn sáng, có luật pháp Đức Giê-hô-va ở với chúng ta? Nhưng này, ngọn bút giả dối của bọn thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra sự nói dối. Những kẻ khôn sáng bị xấu hổ, sợ hãi và bị bắt.
chúng nó đã bỏ lời của Đức Giê-hô-va, thì sự khôn ngoan nó là thế nào? Vậy nên, ta sẽ ban vợ chúng nó cho kẻ khác, ruộng chúng nó cho chủ mới. Vì từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, ai nấy đều tham lam. Từ tiên tri cho đến thầy tế lễ, ai nấy đều làm sự gian dối. Chúng nó rịt vết thương cho con gái dân ta cách sơ sài, nói rằng bình an, mà không bình an chi hết. Chúng nó làm ra sự gớm ghiếc, há lấy làm xấu hổ ư? Đã chẳng xấu hổ chút nào, lại cũng không thẹn đỏ mặt. Vậy nên, chúng nó sẽ ngã với những người vấp ngã. Đến ngày thâm phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, thật, ta sẽ diệt hết chúng nó. Chẳng còn trái nho trên cây nho, chẳng còn trái vả trên cây vả. Lá sẽ khô rụng, những điều ta đã ban cho sẽ bị cất lấy. Sao chúng ta cứ ngồi yên? Hãy nhóm lại và vào các thành bền vững và nín lặng tại đó. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã khiến chúng ta nín lặng. Ngài cho chúng ta uống mật đắng vì chúng ta đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta trông sự bình an nhưng chẳng có sự tốt gì đến. Trông kỳ chữa lành mà sự sợ hãi đây này. Về phía thành Đan, nghe tiếng thét của ngựa nó, nghe tiếng ngựa chiến nó hí lên, khắp đất đều run rẩy, vì chúng nó đã đến, nuốt đất và mọi vật trong nó, nuốt thành và dân cư nó. Này, ta sẽ sai rắn, bọ cạp đến giữa các ngươi, chẳng ai ếm chú được nó, chúng nó sẽ cắn các ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ước gì tôi được yên ủi khỏi sự lo buồn, lòng tôi mỏi mệt trong tôi. Này, có tiếng kêu la của con gái dân ta kêu từ đất xa lắm rằng: Đức Giê-hô-va không còn ở trong Si-ôn sao? Vua của thành ấy không còn ở giữa thành sao? Sao chúng nó dùng tượng chạm của mình và vật hư không của dân ngoại mà chọc giận ta vậy? Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã đến mà chúng ta chưa được cứu rỗi. Con gái dân ta bị thương, ta vì đó bị thương. Ta đang sầu thảm, bị sự kinh hãi bắt lấy. Trong Ga-la-át há chẳng có nhũ hương sao? Há chẳng có thầy thuốc ở đó sao? Vậy thì làm sao mà bệnh con gái dân ta chẳng chữa lành? Thư thứ hai của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, chương 1. Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho Ti-mô-thê là con rất yêu dấu của ta. Nguyện con được ân điển, sự thương xót, sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lois bà nội con và trong Ernest mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Vậy nên, ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. Cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giê-su Christ cứu Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giê-su Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta.
hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Con biết rằng mọi người ở xứ Asi đã lìa bỏ ta. Trong số ấy có Phi-gen và Hẹt-mô-gen. Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Onisiphore vì người đòi phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ. Lại còn khi người vừa đến thành Roma đã vội vã kiếm ta và kiếm được. Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó. Con lại biết hơn kẻ khác, người ở Epheso đã hầu việc ta mọi đàng. Chương 2. Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ, sanh ra bởi dòng vua David, đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Vì tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Lời này chắc chắn lắm. Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài. Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật. Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Himene và Philet thật như thế. Họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên. Có mấy lời như ấn đóng rằng, Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Lại rằng, phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận, với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi. Và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Thi Thiên 63. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống tôi, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi. Nhân danh Chúa, tôi sẽ giơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ. Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm.
vì Chúa đã giúp đỡ tôi. Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Những kẻ nào tìm hại mạng sống tôi sẽ sa xuống nơi thấp của đất. Chúng nó sẽ bị phó cho quyền thanh gươm, bị làm mồi cho chó cáo. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời, phàm ai chỉ Ngài mà thề sẽ khoe mình, vì miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.